Sữa rửa mặt Innisfree Green Tea Cleansing Foam được hãng giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2015. Hiện tại, sản phẩm đã trở thành sữa rửa mặt quốc dân với hơn 32 triệu lượt mua chỉ trong vòng chưa đầy 5 năm. Nếu bạn vẫn còn băn khoăn về chất lượng của sản phẩm này thì trong video bên dưới, mình sẽ review cụ thể hơn về sữa rửa mặt Innisfree trà xanh này nhé. Đặc biệt là những đánh giá chính từ khách hàng bên mình, để bạn có cái nhìn khách quan hơn khi quyết định mua sản phẩm này, vì dù sao thì đánh giá từ những người đã trực tiếp sử dụng rồi cũng là chuẩn xác và đáng tin nhất. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Theo trải nghiệm của nhiều khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt Innisfree trà xanh mua của shop mình, thì hầu hết đều khách hàng đều thích sản phẩm này và khen tính năng nổi bật nhất ở sản phẩm là khả năng làm sạch sâu và cho cảm giác da mặt sạch hơn so với tất cả các dòng sữa rửa mặt khác. Nhiều khách hàng khác thì sau một thời gian trải nghiệm sử dụng sản phẩm này thì lại cảm thấy thích nhất ở tính năng là dưỡng ẩm da mặt, giúp da mặt luôn căng bóng mất mịn, cảm giác da được thu nhỏ lỗ chân lông hơn, không khô ráp, thiếu sức sống nữa. Nếu lướt qua các diễn đàn mạng khác, bạn cũng sẽ dễ dàng thấy được những ai đã dùng sữa rửa mặt Innisfree trà xanh đều khen cả. Với nhiều tính năng chăm sóc và làm sạch da cực tốt thì không thể chê vào đâu được. Đó là lý do mà bạn có thể mua sữa rửa mặt Innisfree trà xanh về dùng để cải thiện cho da mặt mình luôn đẹp và căng tràn sức sống hơn. Với độ hot và sức nổi tiếng của sữa rửa mặt Innisfree, rất nhiều beauty blogger đã lựa chọn sử dụng và review về sản phẩm này để giúp người tiêu dùng có thêm kiến thức về Innisfree trà xanh. Đầu tiên, với chia sẻ của beauty blogger Hà Linh, thì Linh luôn đánh giá các sản phẩm một cách khách quan nhất và không nhận bất cứ lợi ích gì từ nhãn hàng để đảm bảo người dùng lựa chọn được loại mỹ phẩm tốt nhất. Điều khiến Linh ấn tượng nhất với Innisfree trà xanh là bao bì thiết kế đẹp, chắc chắn, hiệu quả làm sạch tốt và không chứa paraben. Sản phẩm này có chất kem màu trắng đục, tạo bọt tốt, mịn và massage khá nhẹ nhàng. Thế nhưng, bảng thành phần của Innisfree trà xanh không quá đặc biệt, có chứa cồn và hương liệu, mùi hương liệu khá đậm làm mình không ưng với điều này. Độ pH của Innisfree trà xanh là 8,5-9, quá cao nên sẽ gây khô da và bào mòn da nếu sử dụng trong một thời gian dài. Sản phẩm chỉ phù hợp với những ai có làn da cực khỏe, bạn nào có làn da nhạy cảm không nên sử dụng nhé. Sữa rửa mặt Innisfree hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán sữa rửa mặt Innisfree hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.